anh có lâu không? Không lâu lắm. Sao, đói bụng chưa? Dĩ nhiên, nhận được cuộc gọi của Tuyết Vinh nói là hôm nay có chuyện đặc biệt lắm, muốn mời anh Tuấn gặp mặt nhưng mà không biết là chuyện gì. Thì mời đi ăn. Hôm nay em có cái gì tin gì vui phải không? Không có tin gì vui hết, nhưng mà được cái á là em gái anh tốt bụng nè, dễ thương, cho nên là khi mà thấy có những cái món ăn mới mới hay hay hấp dẫn là nhớ đến ông anh của mình. Thưa quý vị, cơm dường như đã là một món ăn rất là quen thuộc và trở thành một nguồn thực phẩm không thể thiếu đối với người Việt Nam của mình. Ngày hôm nay thì Tuyết Vinh có lòng tốt mời anh Tuấn là cựu thành viên của nhóm F5 cùng đi ăn cơm. Nhưng mà không phải là cơm nhà hay là cơm văn phòng đâu nha, quá bình thường rồi. Hôm nay sẽ là một món cơm cực kỳ đặc biệt, mà chỉ cần nghe tên thôi là quý vị sẽ thấy lạ ngay. Nếu như muốn biết đó là món cơm gì và nó thú vị như thế nào thì chúng ta cùng vào trong khám phá nha. Cơm kẹp còn là một cái tên khá lạ đối với nhiều người, cũng là cơm ăn kèm với các loại thức ăn quen thuộc. Nhưng ngay từ cái tên cũng đủ sức gây tính tò mò cho nhiều người. Miếng cơm trắng muốt, thơm phức, mùi gạo dẻo, được ép miếng tròn đều như chiếc bánh. Kẹp giữa là lớp nhân được chế biến cầu kỳ từ các loại thực phẩm tươi sống, tạo nên một màu sắc đẹp mắt, thú vị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhìn chung các món ăn đều giống nhau về hình thức, nhưng về nhân thức ăn lại bao gồm 5 loại để thực khách có thể chọn lựa như bò, đà điểu, heo, gà, hải sản. Vinh ơi, anh tưởng là nó phải bự lắm. Thật ra là Tuyết Vinh biết là anh đang hình dung là sẽ được Tuyết Vinh mời đi ăn một cái bữa tiệc thịnh soạn ê hề đồ ăn đúng không? Nhưng mà anh Tuấn yên tâm, nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha. Ở ngoài này anh Tuấn có thấy là chữ đà điểu bông. Đó. Của Vinh là hải sản. Bây giờ thì mở ra xem bên trong như thế nào đi rồi hãy nói. Ồ, giống cơm nắm Việt Nam mình quá Vinh ơi. Thì Vinh nghĩ chắc là cũng có liên quan chút xíu, nhưng mà anh Tuấn thấy không, chỉ trong một cái gói cơm kẹp mà đơn giản nhỏ như vậy thôi, nhưng mà là thấy có rất đủ cái thành phần nè, từ rau nè, cơm nè, thịt nè. Của anh Tuấn như còn có một miếng cam nữa đó. Ồ, ngộ quá ha, thấy nó giống như là trộn lẫn giữa cái văn hóa ẩm thực giữa châu Âu và châu Á, và đặc biệt là ở Việt Nam của mình nữa mới có cái món cơm như thế này đúng không? Đúng rồi, cái đó chính là điều đặc biệt của món ăn này đó, cho nên là Vinh muốn mời anh Tuấn thưởng thức thử thôi. Bây giờ thử nha, ăn thử nha. Ăn thử trước khi chúng ta có thêm nhiều nhận xét về món ăn này. Ok, ăn thôi. Rồi, ăn. Cơm kẹp vốn là một biến tấu từ món ăn hamburger của phương Tây. Tuy nhiên, để phù hợp với văn hóa lúa nước của người Việt Nam, người đầu bếp đã biến tấu món ăn được nhiều người phương Tây ưa chuộng này thành món ăn thuần Việt, mang đậm nét Việt Nam truyền thống, song vẫn không kém phần độc đáo, thú vị và hiện đại. Thay vì dùng miếng bánh để kẹp bên ngoài, ở đây người ta dùng miếng cơm trắng được ép mỏng và tròn đều. Còn phần nhân cũng được biến tấu xen kẽ giữa các loại thực phẩm tươi sống kèm với rau để mang đủ thành phần dinh dưỡng cho cơ thể. Anh Quân ơi, hôm nay anh định giới thiệu cho em với Tuấn món ăn gì vậy ạ? Ban nãy mình có nhìn thấy anh Tuấn ăn món đà điểu sốt cam á, có vẻ anh Tuấn khá là thích nên mình sẽ hướng dẫn mọi người làm món đà điểu sốt cam. Quân ơi, trước tiên á, nhìn cái món ăn này không biết là chế biến như thế nào, nhưng mà anh Tuấn thấy những cái vật liệu để làm nè rất là thích, là bởi vì nó rất là quen thuộc và tin chắc rằng những món này nó không có mất khá là nhiều tiền để mình mua, rất là rẻ đúng không Quân? Rồi bây giờ Quân giúp anh Tuấn làm cái món này đi. Okay. Đầu tiên mình bắt đầu từ đâu đây? Anh Tuấn giúp mình vắt nước cam nha. Vắt mấy miếng? Hai miếng đi. Hai miếng. Một việc dành cho đàn ông. Chuẩn mẹ. Còn phụ nữ thì làm gì bây giờ? Nữ thì nấu nha. Mình sẽ rồi, chỉ hướng dẫn thôi. Mình làm bơm hamburger á, thì tốt nhất là mình nên băm thịt ra, sau đó viên lại. Thì thịt sẽ ngon hơn là mình dùng thịt xay. Thịt xay sẽ bị khô.
Chết rồi, nhưng mà trong này nó có nhiều hột quá, bây giờ làm sao hả Quân? Lát mình lược hột xong, mình sẽ pha tất cả các thành phần với nhau nha. Nước, nước cam, giấm, đường và gia vị mặn. Chú ý tránh hạt cam rơi vào trong nước sốt nha. Hạt cam như đun ở nhiệt độ cao sẽ bị đắng đó. Mà cam gì cũng được hả Quân? Hay là mình phải đúng là cam sành? Cam nào cũng được, nhưng mà cam sành thì cái vị chua ngọt của nó sẽ dễ... Nó sẽ... Làm cho nước sốt ngon hơn. Đúng rồi, làm cho nước sốt ngon hơn. Vì vị rất là rõ ràng về cả chua và ngọt, chứ không giống một số loại cam khác thì chỉ có vị ngọt thôi. À Quân ơi, nếu mà mình thay cam bằng quýt hay là chanh có được không Quân? À, chắc chắn là được thôi. Khi đó mình sẽ không gọi sốt này là sốt cam nữa, mình sẽ gọi là sốt quýt hoặc là sốt chanh. À ok. Cho gì tiếp theo nào? Mình sẽ nêm từ từ nhá. Mình sẽ nêm sốt cam mà mọi người ăn cam sẽ thấy vị của kiểu vị chua và vị ngọt mà thôi, nên mình sẽ chỉ nêm những nguyên liệu như vậy để giữ nguyên tính chất của cam. Một chút giấm nha. Đến đường. Vậy thì cái vị chủ đạo của cái nước sốt này nó sẽ là chua ngọt đúng không Quân hả? Còn cái này thì làm sao để cho nó khỏi bị đắng hả Quân? Trong quá trình vắt cam á, mình không nên vắt mạnh tay quá. Vắt mạnh tay quá thì cái vỏ bên ngoài sẽ ra cái tinh dầu ở phía ngoài. Mình chỉ vắt một vòng vừa tới, nước sẽ ra hết thì thôi. Chua có rồi, ngọt có rồi, bây giờ mình sẽ nêm vị mặn. Hạn chế, mọi người hạn chế đừng sử dụng muối trong nước sốt này nha. Vì muối sẽ làm mặn gắt mất. Mình sử dụng bột gà thôi để cái hương vị đó nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ mặn nhẹ nhàng thôi. Cái này nó có tạo độ sánh không hả Quân? Bột gà không tạo độ sánh. Sau khi gia vị đã tan đều, mình xuống bột cho sánh nha. Nếu mọi người ăn luôn thì tốt nhất là nên dùng bột năng. Còn nếu để lâu một chút thì dùng bột bắp, vì bột bắp sẽ không làm bị vỡ, nhưng nó sẽ không tạo ra độ dẻo như là bột năng. Trước đây toàn là nhìn thấy Tuyết Vinh ăn không mà chưa bao giờ thấy làm. Mà hôm nay nhìn Tuyết Vinh làm thì giống như là một đầu bếp thực thụ vậy đó. Ngưỡng mộ ghê ta. Thì Vinh làm rất là nhiều chương trình về ẩm thực, ít nhất là cũng phải có một chút kinh nghiệm. Nhưng mà nước sốt của mình như vậy là được rồi đúng không anh Quân? Bây giờ nó sệt sệt giống như là kẹo mạch nha vậy đó. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ làm gì đây? Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho Tuyết Vinh và anh Tuấn hoàn thành nốt phần còn lại của món ăn, đó là gói. Đầu tiên là cơm nha. Cơm, rồi. Bây giờ mình sẽ chỉ nhìn hai người và mình sẽ hướng dẫn. Rồi, đồng ý. Ok, bắt đầu. Thứ nhất là bánh cơm, thứ hai là dưa leo. Dưa leo, no, đây. Sau đó đến salad. Salad. Theo là nhân thịt. Nhân thịt, đưa đây. Okay, rồi. Tiếp nữa đến là cà chua. Cà chua. Cho ăn một miếng. Bây giờ đến cam. Mọi người một lát nha. Bây giờ đến phần dưới nước sốt, thì Vinh từ dưới xem sao. Cho nhường. Ủa mà Vinh, anh Quân, mình khoảng bao nhiêu thì nó vừa đủ cho cái này? Một muỗng hay là ăn bao nhiêu khoảng, mình bỏ bấy nhiêu? Tùy theo khẩu vị của mỗi người thôi, nhưng với mức mình bọn mình tính chung rồi, nó vào khoảng 20 gram nước sốt, có nghĩa là tương đương với khoảng 2 muỗng nhỏ này. 2 muỗng. Một muỗng. Cùng là của Vinh vẫn đẹp hơn. Tèn lên tay em. Gói mẫu sau đó hai người gói lại nha. Đó bây giờ công bằng á, anh Quân nhận xét xem là cái phần cơm của Vinh với của Tuấn ai đẹp hơn. Trời ơi, có gì thôi đi, thôi đi, tôi khỏi cần phải anh Quân nhận xét, anh Tuấn phê bình và tự phê bình luôn. Mà nếu như mà Vinh mà không khéo hơn anh Tuấn thì anh Tuấn nghĩ rằng là còn ế dài dài đó. Chúc mừng Vinh nha. Đó, cho nên không có sao. Cảm ơn anh Quân rất là nhiều ngày hôm nay đã hướng dẫn cho Tuấn và Vinh món ăn rất là đặc biệt này. Và rất là cảm ơn Vinh. Đầu tiên là cảm ơn Vinh rất là nhiều đã giới thiệu cho anh Tuấn một món ăn rất là đặc biệt, vừa ngon vừa lạ nữa. Và cảm ơn anh Quân đã hướng dẫn một cái món ăn này như thế này. Và trong thời gian tới thì chắc anh Quân không gặp anh Tuấn ở đây nữa đâu. Tại vì đã lỡ tiết lộ bí quyết làm rồi, anh Tuấn sẽ ở nhà tự làm món ăn này. Thấy chưa, sai lầm chưa? Mình sẽ làm lên nhiều món ăn mới và lâu nay anh Tuấn sẽ lại phải đến ăn món ăn mới. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.